Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ Momo uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, xin chào anh em, một lần kênh của mình nha. May bữa nay mình không vinh lên được, anh em đừng giận mình nha. May bữa nay cái họng của mình nó bị mình bị ho quá anh em à. Anh em có xem video mà nó bị mất cái hình hay thì anh em thông cảm giúp anh nha. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách lật kèo doanh danh cao như thế nào bằng ngoài IG này nha anh em ơi. Khi tem bạn đánh cái đầu game của Arendor đánh cực kỳ tốt luôn, ép lên bên mình cực kỳ là mạnh luôn nha. Thì anh em nhớ xem mình nút like, đăng ký kênh nha. Tại vì mấy bữa nay mình không bình luận ấy, anh em không xem mình này, không cho mình like này, ôi cực kỳ buồn luôn em à. Ui ông này ở đâu đã thế nhờ, có gì mà nó hơi bị sai sót thì anh em thông cảm cho mình nha. Tại giọng mình này nó đau quá đi anh em à. Đây bắt được mạng. Ôi trời, kéo qua đó hay thế nha. Ui không bắn được kìa, chỉ hỗ trợ thôi anh em à. Ây da, thằng gấu đứng anh em thấy không, anh em thấy gấu đi vô bụi không, không đi đường đó nha anh em, bọc qua bên đây giùm mình nha. Đi trên rinh cao mà đi trăm năm ấy, nó phải nói là nó cực kỳ là căng luôn anh em à, nó căng lắm nha. Ê chờ chút xíu này, chờ xíu đây. Đấy, ui từ nha gấu chắc về rồi anh em à. Ui nó ta lẩu thế, lùi chứ. Ôi tôi chưa lên kịp, không có ulti nữa này. Ôi chết một mạng rồi, bỏ luôn lùi gì. Ôi trời, chết rồi. Ui sao mà cứu, trời ơi mình chưa có ulti anh em à. Ôi đánh mà ẩu thế. Nhưng mà chắc chắn tháng này là mình sẽ chắc chắn anh em lấy được cục vàng chắc luôn anh em à. Thôi bỏ luôn anh em ơi, không ẩu nha. Ui đau quá nha. Ui Gitter và ông Arendor ép cực kỳ là đau luôn nha. Cực kỳ mạnh đầu game nha anh em ơi. Anh em nào nhu cầu mua nick liên hệ ngay với Zalo của mình nha, hoặc bên Facebook Hoài Đại nha. Và anh em nhớ mình nút like nha. Mình bệnh cỡ này mình gán mình lận cho anh em xem, không mình lận không ai xem hết anh em à. Ây da, à thằng này được quá nha. Ôi nhảy một phát đau đớn luôn anh em à. Thôi thấp máu quá xíu, lùi về xíu. Ui ông rít được di chuyển khó chịu thế. Ôi trời ơi, xem chút à. Ê trời, quăng cho một trận rồi gì á này. Ôi thôi lùi về anh em ơi. Mình có chơi TikTok nha, anh em nào nhớ qua bên TikTok mình cậu ba Sài Gòn và giúp mình một nút follow, một nút tim nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em ơi. Ôi dồi ôi, chết rồi, không đủ đam rồi. Ây da, căng phết nhờ. À, thằng này muốn lấy trụ à. Ôi dồi, căng thế. Dồn cả một combo ulti mà lấy trụ à. Căng này nha. Thôi nào mọi người ơi, bình tĩnh nào. Bên kia đầu đánh cực kỳ khét luôn. Mình hiện tại cũng đang là top 4, top 5 gì đấy. Cứ top 4, top 3, top 2, top 2, top 1, bảo đảm anh em là lên không nổi luôn. Thề với anh em luôn. Ông mấy ông kia cũng bước mà cũng treo điểm thì thôi chứ. 11, 12k không, 13k không à. Nếu muốn lên mấy ông đó phải chua lắm á anh em. Chắc lên cỡ là nếu mà lên được lên top 2 thôi. Tại vì mình thấy hiện tại cũng đang có mấy bạn mà cày IG ấy, top 3, top 4, 5 vậy, cực kỳ hay luôn nha. Chơi điểm lúc nào mình tranh với người ta cực kỳ cực luôn. Mấy mày đánh liên tục win không hay, cho mình xin con red nha, chứ để này không lấy ăn Arendor cũng sẽ qua cướp.
không để không đi được. Thôi này, lùi xuống này, cứ bình tĩnh đánh thôi em ơi, em không vội nha. IG á, mình chơi về giữa game và late game. Đầu game anh em có lợi thế, anh em ép nó càng mạnh nữa. Còn nếu anh em không có lợi thế, anh em có việc ôm farm cho mình chút xíu nha. Đây, chuẩn bị mình có 3 đồ rồi, mình đánh cỡ nào là cũng ngon hết anh em à. Đi. Ôi, ôi da, ông gấu lương lẹo thế nha. Thôi nào, lùi xíu nào mọi người. Ui, ghê thế. Ôi trời ơi, trong chưa chết kìa. Hay. Rồi, ui. Ông Richter này đâu ra thế, mình chưa có ulti nữa này. Toàn rồi. Ui, ông Mando lại múa khét thế nha. Hay. Ui, ui. Ui, không đủ đam luôn kìa. Ý, vẫn đủ kìa. Hay giờ anh em ơi. Dán này phải bú win nữa rồi anh em ơi. Cái gì? Cái trình của mình thì cũng nằm ở kim cương miết rồi anh em à. Nhưng mà ranh mình lại bú win được lên cao lên xíu cũng được 7-80 sao. Ý, hình như bây giờ hiện tại nha, mình đang 83 sao nha anh em. Đó, cũng gọi dạng là bú win triệt để mà lên được đó anh em à. Hồi lại với trận đấu nha. Những pha như này này, anh em đánh cho mình á, thấp về lên chút xíu nha. Còn cái cách di chuyển á thì anh em cứ bình tĩnh nhìn map ở đây di chuyển nha. Chưa thấy ai trên bản đồ đúng không? Anh em không nên di chuyển ẩu nha. Đó, bắt đầu nó lồ rồi đấy không? Bật luôn. Một bé này, thêm tôi lên này. Ui, hồi lên trước. Không được, lùi về. Trụ dưới kìa anh em ơi. Game mình á có crash này. Thì anh em có việc đánh thấp. Nếu mà tem có crash kéo á hoặc Mina kéo á, anh em cứ bình tĩnh chờ tem kéo rồi hãy đánh nha. Còn không mình đi farm cho mình. Ui, lại bị ép kìa. Ui da, căng phết luôn anh em à. Đó, có nhiều anh em muốn coi những cái pha như vậy nè, mấy game như vậy nè. Phải nói hành mình cực kỳ. Đây. Rồi xong rồi, bú nguyên đường mạng này. Này, ở đây không? Anh em thấy không? Trời ơi, tôi toàn xuống bú liếm mạng không à. Vậy thì sao? Ơi chủ trên đây nè anh em à. Chủ trước đi anh em ơi. Ông gấu này thích solo kill không? Ui dụi đâu thế nhờ. Thích solo kill. Ây da, cần phết đây, đầu phết đây. Rồi thôi xong. Mình hồi chiêu một lòng này chết. Đặc biến này. Màu này ngon này. Lalo là màu phát cũng ngon phết anh em à. Lùi về ngay. Biến về cái đã. Biến về để không cho tem bạn thấy sai mình ở đâu. Mình di chuyển cho dễ. Mình nghĩ là mình nên lên cái liềm không nha. Lên hai nanh hay nền liềm ta. Lên cái liềm để cho mình cho an toàn anh em à. Nha. Mình lên 3 nanh, lên 2 nanh mới được. Nhưng mà game này tên bạn rất là xanh trước rồi. Thấy chưa? Ông Diêu vào là chết liền, không kịp bắn luôn em à. Thằng Ando bắn cực khét hay. Bắt lẻ Adon đây. Giờ siêu việc dành cho mình nha. Ây da, trời. Công Richter đánh cái kiểu mà nứt bụi khó chịu thế nha. Kéo, ôi trời ơi, kéo chật kìa. Ủa, nó không giật bóng về anh em à. Rồi anh em không, bây giờ mình chỉ chừng chờ kéo mình đánh từ từ thôi nha. Cứ bình tĩnh nha, không vội nha. Mấy cái game như này nè mình. Ây da, trời ơi, một chiêu một là một chích điện thôi mà còn nửa nữa hơn nửa cái máu rồi. Tôi đây này cũng đầu phết nha. Không phải là tem cham là không bị ép nha anh em. Phải đó, tùy theo người ta đánh trình ai mới gọi là chai hát á. Người đánh cực kỳ hay luôn. Nào lướt vô đây, đó biết ngay mà nè. Mày lướt về, giật bóng về. Ok này, một mạng này. Ôi dồi ôi, thôi xong rồi. Ui à, cày thế nhờ, không đủ đam kìa. Trời ơi. Ui ông Diêu chết nữa kìa, hay. Tem bạn chưa mất một cái trụ luôn anh em à.
anh em nhớ nút like và đăng ký kênh nha. Mình có động lực để mình ra video cho anh em xem hay thật hay nha. Mình bây giờ là mình tuyển chọn những video hay nhất để mình đăng cho anh em xem. Đó, chứ mình không đăng những video ẩu hoặc là xấu nữa anh em à. Để lấy lại tương tác cho kênh nha anh em ơi. Kênh rất tương tác rất nhiều luôn. Đây xuống đây bắt gấu này. Đi lộn, đép lính với bắt gấu gì dầm này. Gấu vừa đánh danh danh này đánh cao đánh hay lắm anh em à. Ui, lên trên này á mình muốn solo follow ấy, thực sự với anh em là rất là khó luôn nha. Không có kèo follow cho anh em đâu, đa số là kèo Yuka này hoặc VRS này. Đó, ui dù uống chết nữa kìa. Anh em biết vì sao không? Từ từ nước vô đi. Ôi, gì chơi thẳng mặt tôi luôn à. Khét đây, ôi đông thế nha. Ui dù dính kìa. Ui kéo chúng là ngon rồi. Anh em biết vì sao không? Lên danh này, danh cao này, người ta sợ nhất là Omen, Florentino. Con gì nữa ta? Ngộ không, Elsu. Hoặc là như lên đánh với mình, bữa giờ mình đánh là không cấm Arum luôn em à. Arum với Tơ là luôn luôn thả nha. Nhưng mà follow với Omen á là auto cấm luôn. Bên kia không cấm đâu, bên mình cũng cấm. Thì mấy ông lên đây, mấy ông này mấy nó múa khét lắm. Đầu game mà để follow nó xanh, nó ép được Omen mà xanh ép được là nát game. Thì chờ kéo vào đánh này. Lùi xuống nào anh em ơi. Đây. Ui tỉnh phết nhờ anh em thấy không. Ây da, kéo chật luôn kìa trời ơi. Từ từ này, cứ đứng đây thôi anh em à. Canh bắt anh đo này. Đây. Gấu này, rồi nè. Này tao biết người về là đánh này. Rồi xong, mày. Ui dồi không đủ đam kìa. Ui con chết luôn kìa. Hay phết nhờ. Căng ấy. Thủ con cây xa trước anh em ơi. Mình nghĩ là mình bữa kia là mình không đăng video, mình không bình luận được á, mình đau họng quá đi. Mình ho nhiều quá, mình sợ bị ảnh hưởng với anh em, con nghe xem anh em không hay ấy. Nên mình ghép nhạc thì mình tính đăng một ngày 2 video cho anh em xem. Nhưng mà anh em không xem luôn anh em à. Anh em nhiều anh em nói mình quá, anh em sao anh không bình luận này kia đấy. Nên mình cũng ấy. Trời ơi, xài cả tóc biến luôn kìa anh em à. Lùi. Nãy giờ mình đi chết một mạng, cái ba kia không đổi mạng với con đo anh em à. Đó, mấy game như này anh em cứ bình tĩnh đánh thôi nha, không nên vội mà lao trước nha, cứ bình tĩnh nhìn từ từ đánh. Té mình mạnh đúng rồi, từ từ bình tĩnh thôi. 15 phút đánh được đúng rồi. Ôi, tôi dính con đó tôi chết. Trời ơi, đau phết nha, 3-4 rỉa thôi à. Thôi bị căng ấy, từ từ đánh mọi người ơi, 15 phút đánh cũng được đúng rồi đó. Nhưng mà tem, nếu mà anh em đi đánh cỡ gì anh em phải đánh tem chắc. Phải bật bích hiểu với nhau. Nó dễ hơn nha. Ý kéo dính kìa. Trời ơi, mình xuống xa quá một nhịp rồi. Tôi lên ghê phết luôn á. Kéo, trời ơi, kéo chật luôn kìa. Chích điện liên tục. Trời ơi. Ta đi đơn mày ơi, đi cái gì, từ bình tĩnh thôi. Trời ơi, bước ba đường rồi. Hên quá, ông Thon thủ được này. Ý, ông tôi lên này. Ôi, ông tôi lên. Quá khét. Cứ bình tĩnh thôi em ơi. Ui, ông kia ông lao vô luôn ghê vậy. Đây, trời ơi, không chết kìa. Ai da, có liềm rồi. Thằng này mà lướt đây. Hay đấy, chắc kèo đấy. À, tôi lên này. Cứ bình tĩnh anh em. Đây rồi, xong rồi lướt vô chết rồi. Ui, đau, đam to thế. Hôm mình vẫn còn cái liềm anh em à. Ôi đi, vẫn còn sống này, bán cái liềm liền để lên giáp hồi sinh anh em à. Chứ để cái liềm giờ đang khúc quan trọng này, để cái liềm lại cũng không kịp nữa anh em à. Bán ngay để lên cái giáp hồi sinh, để lại nó cũng ho hồi lâu quá. Mình tem đang bị ép luôn anh em thấy không. Tính tới cả cây xa rồi đấy, để mất nha mọi người ơi. Ok ổn. Ui
Toàn rồi. Thằng này, một thằng này. Đây. Ép bánh luôn. Vô ca trong bụi. À, thằng lính trong bụi. Chủ luôn nè mọi người, lính dưới con cây xa nó lo rồi. Chủ này ép trong bánh này. Ôi dồi, chết rồi. Rồi nhảy vô. Nhảy vô là sai rồi bạn ơi. Giờ này nhảy vô với mình là sai rồi. Ui nó câm lặng kìa, trời ơi cay thật sự. Hay. Ôi ông AD bắn khét quá nhờ. Rồi giờ này bắn đâu rồi đó. Quyến được nha. Quyến được. Xong lại quả cầu, Cái gì? Ui. Thằng tu lên. Ôi trời ơi chết tôi rồi. Ui tôi lên quýnh khét quá anh em à. Lỡ nhịp anh em ơi, bị lỡ nhịp ấy. Hay. Ép được không? Yuka kìa chết ở đây rồi. Ôi da, ây ông Diêu vô còn sống này, Ngon. Lấy trụ thôi. AD trước. Thằng support đó kìa, chết giờ hết lính rồi. Ui nó đam thế. Ui ngon kìa, kéo dính kìa. Ok, chủ. Ui trời ơi, hên quá đây mà. Ok, anh em nhớ một like một cái kênh nha. Và chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.